Hello, chào bạn nha. Thì mọi hôm chúng ta chạy xe rồi cũng rất là nhiều, đủ đủ loại xe. Hôm nay chúng ta sẽ chơi khác một xíu, là sẽ chơi máy bay. Hôm nay sẽ bay luôn. Máy bay này là kiểu máy bay chiến đấu các bạn, một người lái. Máy bay này là Spirit Bus nha. Hôm trước mình mở các bạn xem cũng thấy á. Thì bác thì các bạn kể tới cấp 120 các bạn sẽ nhận được máy bay này. Và miễn phí nha. Các bạn không cần kết hộ có vinh dự đâu. Kè là góc 120 nhận được thôi. Nói chung là kè cái nhiệm vụ này cũng hơi lâu đấy, góc 120 cũng khá cao đấy. Này mình mua cấp rồi nên có luôn. Máy này thì nó thuộc dòng xe B nhé bạn. Tuyệt chiêu của nó là mỗi lần dùng nitro thì 40% nhận được 15% tích nitro. Chung là nhiều cũng ngon đấy. Nâng cấp nha. Nhánh này thì các bạn nhìn vào các bạn quyết năng luôn rồi. Đang xong thì thấy phần rít cải thiện nhiều, tích nitro nữa. Con này chắc tích nitro mạnh đấy các bạn. Tốc cũng ok. Rất là 298,6 nha các bạn. Mà cái chỗ ngồi nó hơi nhỏ. Bé baby chạy là đẹp các bạn. Chạy nhân vật này nó chặt quá. Đổi hướng thì nói chung là cũng bình thường thôi, không mạnh đâu. MVP là thấy VIP liền. Làm gì có thằng nào có. Giờ này là mấy tụi nó chạy xe biết bắt chưa đủ đâu. Có mình mua cấp mới đủ đó. Mà thường thường có nhiều thằng cũng mua cấp nhưng mà nó mấy nó VIP mà nó chạy chỉ có MVP này. MVP này mình vào mình test cho bạn coi cho vui á. Giống như test bữa test xe đạp đó. Cảm giác con máy bay này nó chạy dưới đất nó cứ là sao á. Bay lên, bay lên. Công nhận chạy baby mà chạy máy bay này cũng nhìn hộp thiệt. Bay qua chỗ luôn. Bé lên vậy đứng lộ chứ đứng bay không nổi chứ nó mấy bè mà bay qua không nổi nữa thôi luôn rồi, bỏ luôn rồi. À công nhận cái skill này hồi đi chôn ngon ta. Vừa mới chạy các bạn chạy mấy con mà dòng B á hay bị thiếu hụt cái là cái phần nitro của nó. Con này không những skill hồi nitro ngon mà cái phần tích nitro căn bản của nó cũng khá là gọi là ok rồi, mạnh đó. Mạnh ở dòng B á. Sẽ rút nhanh như vậy chứ. Dạ.
Mấy bé này mỗi lần mà xài siêu dưỡng hướng nó đẹp đẹp đó. Nó đẩy cái mũi lên đẹp vậy. Chết quá. Con này kéo theo bạn thấy biết là tốt rồi, tại lúc nâng cấp á. Nhưng con nào mà có 14% sức lượng thời gian 14% thời gian mini boost á, con nặng kéo ngon. Con này cảm giác mấy cái pha qua cua hay là siêu chuyển hướng thấy nó gọn, tại cái đầu nó nhọn á. Nhìn thấy nó gọn ghê. Dễ có cảm giác. ECO mùa này thì mấy bạn cày jam thì hôm nay mát rồi. À, nên thử cái nhánh mà đối kháng thực chiến á, mình đã review á, rất là mạnh luôn. Dành cho những bạn nào đua một cái trên dốc được. Thế cái phần lấy ECO cái này ghê ta. CB là mình hơi hay ngại cái phần tấm nitro đó. Tính ra con này nếu mà chạy so với con xe đạp hôm trước thì mình cảm giác mình thích con này hơn. Xe đạp thì nó cắt grip đồ qua cua nhanh nhưng mà nó hay bị thiếu nitro. Này cũng đúng. Mấy bê mà chạy không lại xe đạp thì còn gì để nói nữa. Cái bộ ác quỷ này là như là mới cho sân lại sao ta. Wow, nó xếp thật. Xếp ngay thằng chạy xe tăng luôn. Nó đùi xe mà giờ giống như là đi chiến đấu vậy. Coi con xe tăng kìa. Nó bự gấp đôi của cái máy bay của mình luôn á. Thế nào lên coi. Cho mỗi thằng mà phát tên lửa coi. Nó dâng mạnh thiệt. Vì lúc đâm vô cái tường nó dâng ghê lắm nha. Mấy bên này biết đấy, nếu mà bạn nào mà đam mê thích chạy xe B nữa nên chạy được này, rất là mạnh luôn á. Nếu so sánh mở dòng B này phải đứng top đấy. Chưởng đâu, cái đã sướng.
Ok, chắc clip đến đây thôi nha. Các bạn xem thấy hay thì nhấn like ủng hộ mình nhé các bạn. Còn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký nha. Thì khi nào ra clip các bạn sẽ thấy luôn. Ok, tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Hẹn gặp các bạn trong clip hôm sau của mình nhé.